sẽ nghe nhạc sau nha. Nhìn mặt mình sau nha. Không nhìn mặt mình nữa cũng được, nhưng mà anh em xem game cái đã. Mình xin 500 tiếng động. Team Ok. Liquids turn to pink. Team Liquid. Faceless Void. Virtus Pros turn to pick. Vâng, có rất nhiều dự đoán của tất cả các anh em ở trên kênh chat về nhà vô địch của Major lần này. Chúng ta xem là ai là người đoán đúng, ai là người đoán sai trong chương trình, ai là triệu phú. Đùa thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai giữa Virtus Pro và Team Liquid. Với việc là Virtus Pro loại bỏ ngay, không còn một con gì khác nữa hơn, đó là A Spirit của Jerax. Một trong những con A Spirit mình phải nói là hàng đầu thế giới, nếu không muốn nói là hàng đầu thế giới luôn. Và hero tiếp theo bị ban đi, đó là Bounty Hunter. Họ lấy cho mình một cặp đôi rất là quen thuộc ở cái meta hiện tại, đó là Invoker và VS. Bên phía Team Liquid, vâng, họ ban rất nhanh Io, Enchant, Sven và Brutmaster. 4 hero lần lượt bị loại bỏ rất nhanh đến từ bên phía của Kuroki. Gần như là anh ta không cần phải suy nghĩ bất kỳ một điều gì về cái vấn đề là ban pick cả. Team Liquid's turn to pick. Vấn đề bên pick của Kuroki bây giờ là nằm gọi là thuộc nằm lòng rồi. Bên phía Virtus Pro tiếp tục loại bỏ ra hai hero, đó là con Spectre và Ursa Warrior của Matumbaman. Sau đó thì họ lấy cho mình Lycan để đưa cho Silent. Vâng, Lycan đưa cho Silent nghe nó cũng rất là vần. Mình định nói là nghe nó rất là vần, nhưng mà thôi, nó là vần chứ không phải là vần. Bên phía Team Liquid thì lựa chọn Faceless Void và Dead Prophet. Vâng, với cái việc là họ có được một combo khá là quen thuộc như thế này, thì hero tiếp theo có thể sẽ là một con Witch Doctor hay không. Với việc là Witch Doctor cũng rất là hiệu quả trong việc combo cùng với Faceless Void. Hơn thế nữa, có được Dead Prophet rồi, lại là Tuska của Jerax. Và bên phía Virtus Pro ngay lập tức đáp trả bằng con Winter Wyvern để có thể phá được combat của bên phía Team Liquid. Tiếp tục là lượt pick thứ tư đến từ bên phía Team Liquid. Khi mà họ vừa nhìn thấy được một con Winter Wyvern rồi, thì cái suy nghĩ tiếp theo của họ sẽ là gì? Sẽ là một hero có khả năng burst dam vật lý khỏe hay không? Vâng, vậy là Phoenix dành cho bên phía Team Liquid rồi. Combo trong mơ là đây, đó là một Chronosphere đến từ Faceless Void và một quả trứng Supernova đến từ Phoenix. Phoenix này sẽ là Phoenix đánh ở vị trí support. Lượt ban cuối cùng của Virtus Pro không còn gì khác hơn nhắm thẳng vào Matumbaman, đó là con Gyrocopter. Và Liquid thì không muốn có mặt Daxia trong trận đấu này. Vâng, trận đấu này ban pick cực kỳ là nhanh chóng, với việc là hai team rất hiểu nhau là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ đã cũng đã định hình được cái chiến thuật từ đầu rồi. Lượt pick cuối cùng của bên phía team Virtus Pro sẽ là gì đây? Vẫn còn cho mình một hero đi ở vị trí offlane nữa. Và hero đi ở vị trí offlane có khả năng kết hợp được với cả một đội hình Boost. Ồ, đang định bảo Beastmaster cũng được. Vậy là Earthshaker dành cho DK Phobos. Vậy là Earthshaker dành cho DK Phobos, DK Phở Bò. Và mình không biết là bên phía Team Liquid thì sẽ lựa chọn hero gì đây. Vâng, tên là Phở Bò, cầm luôn một con bò. Đừng để cho con bò của mình biến thành một món thịt của bát Phở Bò nhé, DK Phobos. Lời chúc của tôi chỉ đến thế thôi. Bên phía Team Liquid thì sao? Vâng, lại là Nature Prophet thôi. Và Nature Prophet này là của Matumbaman. Nature Prophet này là của Matumbaman. Wow, sẽ là counter push lại bên phía team Virtus Pro. Trận đấu đang nói đây. Vâng, mình sẽ để theo một cái khung khung
context rất là nhỏ thôi để cho anh em biết được là ai đang cắt. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Nhỏ xíu 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 cho anh em cũng nhìn được. Có một tình huống Sunstrike ra đến từ Invoker để có thể nhận biết được là bên phía team Prepare for battle. Liquid họ có support nào TP ra để cắm watch hay không. Mình sẽ chỉnh cam một chút đã. Đây rồi. Làm sao để mang cái này lên đây ta. Rồi, mình thấy thế này là khá ok. Không biết lên hình nó có được không. Đó, thì bây giờ anh em có thể nhìn thấy nha. Đó là ở trên góc bên tay trái màn hình cạnh chữ Liquid sẽ là tên của caster đang cast. Mình xin giới thiệu lại lần gọi là cuối cùng trong trận đấu này cho anh em. Đó là mình tên là Hoàng Kỳ Anh, caster chính thức bộ môn Dota 2 của kênh ESPN TV. Không phải là anh Mỹ, cũng không phải là anh Thịnh Béo, cũng không phải là Nguyễn Minh Đức, cũng không phải là Mimosa. Mình là Hoàng Kỳ Anh, xin anh em nhớ cái tên và cái giọng này để lần sau anh em có quay trở lại thì có thể nhận biết được luôn. Trên hình không biết anh em có nhìn được thấy không. Rồi, nhìn thấy rồi. Ok, máy ping còn ngon nữa chứ. Quá là tuyệt vời. Ở trên top sẽ là rune rất dễ dàng dành cho bên phía của Fata, dưới bot thì là một rune đơn giản dành cho Invoker của G. Cả hai sẽ quay trở về thôi, quay trở về lên của mình. À, giọng gì giống Thịnh Thế thì mình cũng không biết được, có thể như là anh em caster có duyên với nhau. Thế nên là giọng cũng có thể là giống nhau. Nhưng mà nếu mà nghe kỹ thì giọng mình lại không giống anh Thịnh mà giọng của mình lại giống anh Mỹ. Đấy. Nói đùa như vậy thôi, bây giờ DK Forbot di chuyển ở bên khu vực offlane và có vẻ anh ta sẽ sử dụng một cái chip đó là pool theo cái creep này ra. Bây giờ có tình huống lăn luôn vào, không phải lăn mà là bơi luôn vào đến từ Zerac và một cái chặn đường vào Lin HD nằm xuống ngay và biết là đi quá xa để có thể trợ giúp được cho gì. Hai support của bên phía Liquid họ di chuyển cực kỳ thông minh với một tình huống đứng đợi. Một không dành cho phía team Liquid rồi. Người ăn được mạng đó là Zerac. Vâng, đúng như mình đã nói là một cái chip pool khá là hay. Và con Ushaker of Land đó là dụ được creep bằng một cái Fisher. Các bạn block Fisher ở đây, sau đó thì chạy ở đây để có thể kéo được creep vào. Sau đó hai con hai đợt creep sẽ gặp nhau ở đoạn này. Creep rừng và creep mình sẽ gặp nhau ở đoạn này. Bây giờ thì hai support bên phía team Liquid họ lại di chuyển lên trên top để có thể trợ giúp cho Mind Control. Họ biết được rằng Maturman ở dưới này sẽ không gặp khó khăn gì với cả con Ushaker cả. Thế nên là việc di chuyển lên đây là cần thiết. FNG, chúng ta gọi FNG đi cho là quen thuộc. Gọi FNG, FNG đều được. Thôi rồi mình quen mồm, đọc là FNG, mình sẽ đọc là FNG. Với việc ở trên này, hai support đi cùng với Silent. Và hai support bên phía team Liquid thì đi cùng với Mind Control. Lên này một làm một lên cũng khá là căng thẳng. Hơi có một chút packet lock. Nhảy lên không sao. Fata cũng đã phải uống một bình máu to rồi. Cái việc là đam tay đến từ G là quá lớn ở thời điểm này mà anh ta đã có được cho mình đó là 80 đam rồi. 57 cộng 23 bằng 80, ok chuẩn luôn. Học cấp 1 không cần phải học lại. Với việc là bị đẩy một cái chip lane lên đây để đấu đôi công thì Silent chắc chắn anh ta sẽ bị thọt một chút với lượng pha của mình. Khi mà con Lycan này không phải là một con đấu chip lane tốt. Nó chỉ có những tình huống là hú đam và đánh đam tay thôi. Vâng, ở dưới bot thì Maturman vẫn sẽ là những tình huống farm rất đơn giản thôi. Lee Hoa đi có cho mình một cái rune hết và không biết là anh ta sẽ làm gì trong tình huống này với việc là bơi ra sau để có thể. Vâng, ở đây ra có tình huống di chuyển vào của Fata để dí vào đầu gì rồi. Con snap được bật lên. Fata, gì cả hai còn rất thấp máu. Hai support đang cố gắng đánh được cả hai mid nhưng ở đây thì Zayek đã phải lùi về rồi khi mà Lee Hoa đi có cho mình một cái rune hết và anh ta lấy được mạng của Phoenix. Hơn gì nữa, Fata, vâng vậy là hơi tam rồi. Sunstrike cũng đã trượt khi mà Fata rất tỉnh táo. Anh ta không lùi về trong pha vừa rồi mà đứng lại để uống nốt một chác bình. Bây giờ sẽ tiếp tục là sạc bình thôi. Một tình huống đánh đôi co rất là căng thẳng đến từ bên phía của team Liquid cũng như là VP.
hai support không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tình huống nào. Và người may mắn hơn đó là Liu HD, khi mà anh ta có được cho mình một cái rune cũng khá là hay, đó là rune hết. Vâng, Fata đi ở cái lane này có vẻ như là hơi bất lợi một chút, khi mà cái việc là đam tay của Z có phần là to hơn, nhưng mà anh ta vẫn còn cho mình một skill hút máu. Không, đã được, ui, thiếu một hit nữa thôi. Vâng, tính đam chưa thực sự là chuẩn lắm đến từ bên phía của Fata. Không sao, Kuroki ở trong tình huống này anh ta gặp rất nhiều nguy hiểm, có một cái ice splash vào rồi. Vâng, né ra đây một hit cuối cùng thôi, nhưng mà né đến thế thôi cũng là quá sức đối với Kuroki rồi. Mai còn trôn, vâng, sử dụng tam bóc một cách hơi bị chủ quan. Bây giờ mang nó trôn sẽ bị giật theo, nhưng liệu có slow được, vẫn là slow được. FN anh ta có cho mình một cái stun, và stun cũng như là stun strike, combo cực kỳ hay. Tỷ số là 3-2 dành cho bên phía team VP. Fata muốn di chuyển lên để có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình, nhưng mà bây giờ là quá muộn, vòng VS sẽ tự tử với việc là đi vào Black Dream thôi. Anh ta muốn đi về hồ máu một cách nhanh chóng hơn. Ở dưới này thì Matoman không hề quan tâm, anh không kệ, anh hát bài I don't care của 2NE1 luôn. I don't care mà anh ta muốn care vào cái trụ này hơn, với việc là put cái trụ này gần hết máu rồi. Phoenix của Zerek tiếp tục có những tình huống di chuyển ra mid để quấy rối được gì. Ở đằng sau sẵn sàng đó là Kuroki. Vâng, lăn luôn vào, không phải lăn mà đó là bơi. Tiếp tục bây giờ mới là lăn này, nhưng mà lăn lại là lăn vào VIP. Vâng, Kuroki anh ta có vẻ một tình huống misclick rồi. Tiếp tục mà di chuyển theo gì, anh ta muốn hút máu và muốn giết được gì. Di chuyển ra đến từ cả Matoman, kê số TP rồi. Đó là một mạng nữa lại dành cho, không dành cho Liu, mà mạng đó là Phoenix chết dưới tay của trụ. Hơi đáng tiếc cho bên phía team VP, họ chết một mạng của mid player và chỉ lấy được lại một mạng của support đối phương mà thôi. Thank you. Với việc là các support bên phía team Liquid bảo kê cho Fata từ đầu đến răng như thế này, thì việc sâu răng như O11 là điều không thể. Vâng, tiết lộ cho anh em một điều, đó là O11 offlane của bên phía team Ehome, ngay thi đấu đầu tiên anh ta bị nhiễm trùng răng, thế nên là đã có một... Vâng, bây giờ không nhiễm trùng răng để sau đi, khi mà FNG anh ta bị lăn vào rồi. Tiếp tục là có những cái tình huống đấm tay đến từ phía của cả hai support, nhưng mà FNG sẽ di chuyển về với một cái TP của mình, và Matuvaman vẫn muốn ra đây để có thể ganh được ai đó, nhưng anh ta đã nghĩ lại rồi. Vâng, O11 của Ehome có một tình huống mà hơi đen, khi mà đang thi đấu thì bị đau răng, bị nhiễm trùng răng, thế là phải đi nhổ luôn, phải đi điều trị luôn, và trận đấu bị delay luôn. Cái chuột này nó hơi sida, mình sẽ cố gắng để có thể quay nó gần xuống một tí. Cái chuột này, cái thanh cuộn của nó bị hỏng, sẽ đề cập lại cho các anh kỹ thuật cung cấp cho một con chuột mới. Khi mà ở đây bật ma ra đến từ Fata, vâng, mới ở level 7 thôi nhưng mà Fata đã nâng cho mình ma rồi. Anh ta biết rằng lợi thế về mặt nhân sự cũng như là mặt skill của bên phía team mình bây giờ là lợi thế hơn, khi mà Furion của Matuman anh ta cũng có được vào 3 điểm đệ rồi. Về trụ là rất nhanh, hai trụ ngoài đã được ăn. Bên phía team VP thì vẫn chưa ăn được một trụ nào cả, với việc là có Lycan mà không ăn được trụ, cũng không kiểm soát được thế trận như thế này, thì VP cẩn thận sẽ phải chịu một thất bại nữa và đi xuống nhánh thua. Z còn phải di chuyển cả xuống bot để farm, và anh ta lấy theo cái kiểu 3 điểm quad, 3 điểm exhaust. Bây giờ chắc chắn là đi theo cái đường 2 đệ rồi, sẽ là 4 điểm quad, 4 điểm exhaust, tăng 2 đệ và đi farm đẩy trụ thôi. Bây giờ đánh nhau giáp lá cà với Liquid là điều không thể. Radiant's bottom tower is under attack. Vâng, Zerek một những cái tình huống mà anh ta di chuyển rất là hay với con phượng này. Con phượng này không phải là một hero kiểu như dạng thủ dạng đi roam khỏe, nhưng mà trong tay Zerek thì nó lại trở nên biến hóa hơn rất là nhiều. Ở đây thì sao, ở đây thì sao, vâng, ở đây sẽ là một tình huống ganh vào Matuman hay không. Vâng, vậy là Zerek cũng đã bơi về rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Có bạn bảo là tại bạn trai của O11 bị tiểu đường. Hy vọng không phải là như vậy.
Ở đây thì sẽ có một tình huống smoke 3 người của VP đứng đằng sau Silent. Họ muốn làm một điều gì đó để có thể thay đổi thế trận một chút, khi mà bây giờ họ đang bị dẫn đến khoảng 3.000 Edward rồi. Tiếp tục một trụ nữa nằm xuống mà không có một sự chống trả nào đến từ phía VP cả. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể đánh một cách bạc nhược yếu ớt như thế này nhỉ? Earthshaker có được cho mình level 6 rồi, nên triển khai những cái tình huống di chuyển smoke gank và sử dụng Echo Slam đi. Vẫn có ping vào Roshan đến từ Kuroki. Anh ta nghĩ rằng bên phía TVP họ đang di chuyển vào Roshan để có thể ăn được Roshan. Và đệ của Matumaman ngay lập tức di chuyển vào theo lệnh của Kuroki để có thể do thám được. Nhưng mà Kuroki ra lệnh cho người khác thì anh ta cũng đã phải chết rồi. Tội nghiệp đội trưởng của Liquid. Ở đây có một tình huống là Silent, vâng, đào hóa được phòng chó lên. Chó chạy rất nhanh, vâng, giơ tay lên rồi là hạ tay xuống. Tập thể dục buổi sáng đến từ bên phía Mike Control. Chắc chắn là tay không bắt giặc không được rồi. Mà đây không phải là giặc bình thường mà là còn là giặc chó. Tay không thì chắc chắn không được, giơ tay lên hạ tay xuống không thực sự là hiệu quả. Vâng, Mike Control sẽ giữ cho mình cái Chronosphere này ở một dịp khác. Kuroki cố gắng ra đây lấy được level thôi. Vâng, cả hai support tình cảnh như nhau. Mỗi ông đều có khoảng level 4.5 và muốn lấy được lượng level, nhưng Kuroki có vẻ hổ báo hơn. Vâng, đuổi được FNG về rồi. Vladimir được lên cho Lycan và anh ta hướng đến tiếp đó là một cái Iron Talon, hay gọi là Iron Talon, anh em đọc thế nào được, Ion Talon được, các kiểu, nói chung gọi là nó là cái Talon đi cho nó quen thuộc dân dã với cả các bạn Việt Nam. Cứ đọc chuẩn chuẩn một tí nghe nó lại hơi ngượng mồm. Ở đây thì ôi, mình lại tiếp tục là phải quay cái cam này nó xuống một tí ấy, hơi vất vả anh em thông cảm. Rồi, gần rồi. Network là bây giờ những người đứng đầu network đó là Fata và Matumaman, với việc là cả hai con này đều được farm cũng như là ăn mạng rất là nhiều, ăn được cả trụ nữa. Bây giờ thì VP họ đang phải co cụm vào trong khu vực rừng để thay nhau farm thôi. Earthshaker mà cứ phải nhường farm cho các hero khác như thế này thì bao giờ anh ta mới có được cho mình một cái Blink Dagger. Cần có được một cái Blink Dagger để có thể xoay chuyển combat được. Nhưng mà còn rất lâu nữa, 10 phút rồi mà chỉ farm thế này thôi. Mình nghĩ là khoảng 20 phút mai ra mới có được một cái Blink. Vâng, di chuyển smoke tiếp tục là ba thành viên, đó là Lil HD, đó là FNG cũng như là Phở Bò. Và họ muốn nhắm vào Fade Spoil của Mike Control. Mike Control, vâng, một pha Pitcher, tiếp tục là combo Sunshine. Nhưng mà FNG chưa chạy đến kịp, ôi combo vội vàng quá. Và Mike Control rất thản nhiên, anh ta quay trở về rừng để tiếp tục cái công việc farm của mình. Fata lại là farm anh ta lên trên một trống, nhưng lần này không phải là một gậy lốc theo kiểu của G game đấu trước nữa, mà Fata chắc cú hơn, xanh hơn, anh ta lên cho mình một cái trống, nhưng cái trống này cũng là màu xanh, thể hiện được sự xanh của mình bằng một item màu xanh. Zerax sắp có level 6 rồi và bên phía VP nên cẩn thận, với việc là có được level 6 của một con Phoenix như thế này thì họ cũng sẽ rất khó để chống đỡ trong những pha combat tiếp theo. Khi mà Kuroki anh ta học chính cái chiến thuật của bên phía team VP trận đấu trước, đó là Death Prophet và Phoenix. Phoenix của Zerax, vâng, chặn được hơi bóp rồi, upload chứng khi mà con level 6. Fata di chuyển ra, vâng, FNG anh ta phải di chuyển ngay về bằng một cái TP. Nhưng mà Lil HD thì cũng có TP, không sao, đưa theo ai đây, vâng, DK Phở Bò, thành món Phở Bò tái lăn tái gầu luôn rồi, cực kỳ đen. Có bộ trượt một nhịp thôi. Bây giờ thì bên phía team Liquid không còn ngần ngại gì nữa khi mà ma của Death Prophet vẫn còn. Họ sẽ tiếp tục là di chuyển vào đây để có thể push được cái trụ ở dưới mod của VP. Một cái warp được cắm ra một cách bất lực, kiểm soát được một chút tầm nhìn, hơi bất lực một chút. Không sao, nói chung là bầu bạn về cái trụ cũng được. Cái trụ này nó cũng không còn sống được bao nhiêu nữa. Đây tiếp tục là Silent, anh ta
di chuyển vào rừng để farm thôi. Matumaman thì có thể chạy lên đây để đép rồi, và anh ta cũng sẽ cải thiện cái việc farm của mình. Vâng, FN rất là khổ, anh ta mãi rồi vẫn chưa có được level 6. Bây giờ còn phải đẩy cả DK Phobos vào đây để có thể lấy được level 6. Lát hit cố lên nào, lát hit trúng đi anh ơi, lát hit trúng thì mới có được level. Ở đây thì sao, Tuska lăn vào. Vâng, lăn vào rất hay, lăn vào creep, nhưng mà lăn vào creep thì cũng chết thôi. Một tình huống mà nhắm thẳng vào Tuska của Kuroki rồi. Trận này anh ta cũng chết hơi nhiều. Tỷ số của anh ta bây giờ là 0-3 0-3-2. Ở đây thì FNG với việc là tiếp tục lấy cho mình level 6. Ở đây thì sao, vâng, chó đuổi rồi. Có pause game, lag, ok. Chúng ta sẽ thử chờ xem vào tình huống này Matumaman anh ta chạy như thế nào. Khi mà DK Phobos đang đứng quá xa và với việc đã Fisher rồi thì chạm vào người Matumaman ở tình huống này gần như là không thể. Rồi, Invoker reconnect vào game và xem nào, vâng, vươn vai lên. Combo Sunstrike luôn, đủ đam không? Vâng, vẫn không đủ đam, một hit nữa thôi, chỉ còn một hit nữa thôi. Rất đáng tiếc dành cho bên phía team VP. Những cái mạng tưởng chừng như mà họ đã ăn được rồi thì lại bị những cái sự cố làm cho chứng lại, và bây giờ team VP họ bị dẫn khoảng 2.000 network. Dẫn network vẫn thực sự là không giãn ra lắm khi mà Invoker của G với việc là lên 4 điểm, quash 4 điểm exhaust và hai con đệ thì anh ta farm rất nhanh. Ở đâu đó Sunstrike rồi, và Sunstrike phát hiện ra được việc bên phía team Liquid đang ăn Roshan. Nào, ăn Roshan nào, ăn Roshan nào, Winter Gust luôn pha ta, Winter Gust luôn pha ta. Vâng, FNG đi vào bị silent như một tên ngáo ngơ, bị đấm thẳng lên rời luôn. Ở đây Roshan còn rất ít máu thôi, và Papa ăn Roshan rồi, thả một cái midbone vào rất là bất lực đến từ G. Một tình huống mà Winter Curse hơi vội vàng đến từ Liu HD rồi. Radiant's middle tower is under attack. Và ở đâu đó thì Fearless Boy cũng đã kết thúc được màn của Lycan với sự trợ giúp của Matumaman. Cực kỳ đen cho bên phía team VP. Mình đã hơi choáng choáng rồi, xin phép anh em, sorry về quả mid kill vừa rồi, hơi tập trung về Roshan quá. Là xin phép anh em để cam caster nước ngoài vậy. Ở đây thì sao, Mike Control nhìn thấy DK Phobos, DK Phobos có TP hay không đây? Ở Echo Slam, giết được Matumaman, hơi tự tin quá đến từ Matumaman rồi. Nature of Fate tự tin quá. Một Sunstrike, và Sunstrike tiếp tục là trượt đến từ G. Không sao, một mạng hơi bị quan trọng dành cho Earthshaker. Anh ta đang rất cần Blink, và cái mạng đó giúp cho anh ta tiến gần cái Blink hơn rất nhiều, việc là ăn được đến 579 tiền. Bây giờ thì bên phía team VP họ cần phải bình tĩnh hơn. Ui dồi ôi, Zerac này, hai con bay bay đấu nhau đó, con phượng cũng như là con rồng. Tiếp tục bắn bàm, con bắn bàm, con bắn lửa. Chúng tôi gọi tạm đây nó là trận chiến côn gắt lửa băng. Còn tiếp tục côn gắt lửa băng, có ngay mà ông cầm bắn chảy đánh răng tham gia cuộc chiến rồi. Bằng liêu, anh ta ấp cho mình một cái tảng băng vào để hồi máu. Nó có thể chạy không đây, một hit nữa thôi. Lăn thẳng vào đến từ phía Kuroki. Mở đây bằng ấp trứng. Vậy là combo của G là fail rồi. Chạy, chạy, chạy thôi. Vâng, chói cả vào, chặn đường vào, nhưng vô tình chặn đường vào làm cho G chạy ra được. Vâng, vô tình cái chặn đường nó làm cho G chạy ra được khỏi cái chói cây. Nhưng mà không sao, sự hy sinh của VS trong thiếu vừa rồi là đáng khen. Radiant's top tower is under attack. Warriors of the wood. Dire's middle tower is under attack.
một tình huống mà gì gần như là combo được vào người của Phoenix rồi, phá ta. À không, bị chó cắn nên chắc là cũng không sao. Được sưởi máu như này rồi, còn rất là trâu. Còn ở đây lao thẳng vào người Silent. Silent bị khóa skill và anh ta hú đam lên và Marathon lùi về ngay. Với việc ở đằng sau, các thành viên về team Liquid cũng đã di chuyển vào Sunstrike. Và một hit nữa thôi, và cứu được rồi. Tiếp tục là lồng 3 người. FNC nằm xuống, Marathon Z cũng đã chết rồi. Liu cố gắng ra cho mình một Winter Curse. Bây giờ anh ta bay đi đâu đây? Và khạc một cái tảng băng ra. Tiếp tục là sưởi máu, nhưng mà có thể sống được không? Điệp đi cái vòng bóng còn bị Silent. Anh còn 5 giây nữa thì mới có Echo Slam. Và quá đáng tiếc, ba thành viên bên phía team VP lên bài rồi, đổi lấy một mệnh mạng của Kuroki. Bây giờ sẽ là đánh thẳng vào trụ thứ ba, và cái Rex này đang gặp rất nhiều nguy hiểm khi mà Papa anh ta vẫn còn cho mình một cái Aegis of Immortal. Ở đây đang có một chút lag không sao khi mà FNG bị xấy quá nhiều vào. Ở đây sao lại cần kết thúc được rồi. Ôi kìa, quay cam kiểu gì này, không sao, để tôi tự quay đoạn này cũng được. Vâng, Sunstrike vẫn chưa chết ai rồi, lại là di chuyển về đấy không. Đây vào Zerach bị chặt ngay một cái chày vào đầu. Cố lên nào gì, anh ta còn một chút nữa thôi sẽ lốc được Zerach lên. Sưởi máu đến từ Zerach. Ôi lốc lên này là hơi lốc rồi, nhưng mà không sao Zerach quả này không chạy được. Quả này là Zerach không chạy được. Anh em chờ chút, mình đổi tên kênh stream. Mình cũng đã đổi tên kênh stream rồi mà nhỉ. Kênh stream bây giờ trên kênh stream tên là gì nhỉ anh em nhỉ? Anh em đọc lại mình nghe phát. À vẫn là Caster Đức Đeo Kính à? Sao thế nhỉ? Đổi tên rồi mà. Ok, mình sẽ sửa lại, không hiểu sao vẫn là DDK được điều kính. Ok, anh em chờ một chút, mình sẽ cho cam caster nước ngoài quay, sửa thông tin cho mọi người. Radiant's bottom tower. Vâng, ở đây đang có một tình huống smoke đến từ bên phía team Liquid, và không hiểu là sẽ có một tình huống nào di chuyển xuống dưới bot hay không. Vâng, đang có vẻ như di chuyển xuống dưới bot để có thể đánh vào người của VP rồi. Ồ không, vậy là di chuyển vào rừng. Ok, mình đã lưu xong thay đổi rồi. Thank you anh em. Để mình cảm ơn ông Phoenix phát. Sao từ từ cảm ơn sau khi mà Silent ở đây. Vâng, bị êm vào, bật cho mình một cái bốc lên. Silent chạy được không? Lượng đau là quá nhiều. Tạm biệt Silent. Vâng, quay lại đấm thêm một hit nữa đến từ My Control khi mà anh ta tưởng là Silent đã chết rồi và ăn luôn con bốc luôn. Đi này con bốc. Vâng, rất hay. Tiếp tục là thả ma ra để ăn vào cái rack này. Vâng, Sunstrike làm đủ mọi việc. Echo Slam tạo vào đầu của Vata. Vata nằm xuống 53 giây trên bảng. Ở đằng sau thì sao? Có Winter Cup vào người của Zerach. Vâng, Michael Trump lên ra và anh ta đấm thẳng vào Zerach luôn. Với việc đang dính Winter Cup, không sao, Zerach bơi đi được rồi. Michael Trump cũng lao về được. Với việc là mới chỉ ăn được một cái Rex Rain thôi thì trận đấu này có vẻ như vẫn chưa ngã ngũ. Mới chỉ ở phút 23 nhưng mà tỷ số đã là 12-11 rồi. Đúng là những người châu Âu họ có một chiến đấu đánh nhau rất là
đáng xem. Ngược lại hẳn với cả Trung Quốc ngày hôm qua, tôi cát mà tí thì ngủ gật, phải bật cả nhạc cho anh em nghe. Vừa cát vừa nghe nhạc, một thể loại rất là mới. Bây giờ network chênh lệch đang là 6, khoảng tầm 6-7 nghìn cho bên team Liquid. Lợi XP là khoảng tầm 4 nghìn. Ở Kuroki, nhìn thấy DK Phobos ở đây sẽ là sự xuất hiện của Matuman. Tiếp tục nào, DK Phobos có sự trợ giúp nào không? Mà không hề có một sự trợ giúp nào đến từ đồng đội của anh ta cả. Tội nghiệp phở bò một lần nữa lại trở thành một bát phở. Sự xuất hiện của Kuroki cũng khá là bất ngờ khi anh ta có được cho mình một cái rune Envy. Giờ đây Matumaman di chuyển xuống bot và Mai còn trôn anh ta đã có được cho mình gậy xanh và bơi ra ngoài, tiếp tục ốc lồng được hai người. Silent hơi bị trâu và Matumaman vẫn TP tỏa vào cái lồng. Đây Silent có thể chạy được mà Mai còn trôn thì không còn mana nữa rồi, dám láo này. Bây giờ Silent hóa form chó lên, Matumaman chạy đi đâu và anh ta cắt cây ra swap vào đến từ bên phía của FNG. Bây giờ Matumaman không thể chạy nữa rồi. Kuroki có một tình huống chặn đường cũng khá là hay, nhưng mà thế này liệu có là đủ hay không? Matumaman vẫn đang cố gắng. Lượt tốc chạy của Silent bây giờ là quá nhanh, anh ta tự dùng chó bóc đường mình. Tiếp tục nào, Mai không được, còn Sunstrike cũng là chết luôn. Matumaman còn khoảng 48-50 máu nữa thôi. Vâng, trả giá cho việc đó là một mạng của Winter Wyvern ở đằng sau. Tiếp tục đó là Fata. Ôi trời, ông này quay cam kiểu gì này, what the hell. Fata ăn được double kill. Tình huống rất đen đủi đến từ bên phía của team DP khi mà họ sử dụng quá nhiều skill chỉ để mắt Matumaman, nhưng mà mục đích chính thì không thể đạt được. Hơi bị đen. Bây giờ phải chờ Phobos có tình huống Eco Slam 600 triệu đô la Mỹ thôi. 6 triệu chắc là vẫn chưa đủ. Thấy ai quay cam cũng Sida, sợ thật. Ở đây thì sao? Vâng, Phobos anh ta tiếp tục là bị một BKB liền luôn thôi. Tạm biệt DK Phobos nha. Vâng, hồi máu vào cũng không đủ, Kim Lee đi lăn vào. Tất cả những bên với Liquid xuất hiện ở đây rồi. Úp lồng được cả gì? Ở đằng sau là FNG găm xuống cả một quả trứng ở trên đầu gì? Vâng, trứng sẽ dùng ngay bây giờ thôi. Vâng, dùng rồi, dùng thẳng vào đầu của gì rồi. Anh ta chết luôn, ba bách luôn. Và Lycan của Silent tiếp tục là một vần nữa. Mình đã nhắc từ đầu game, có vẻ hơi bất lực trong trận đấu này. Kiểu cái con phượng lên mắc cái ray này cực kỳ kinh tởm. Vẫn có thằng combo người của Matumaman, nhưng mà Matumaman hơi bị trâu, combo này là hơi bị không thấm. Sẽ là tạm biệt VP và hẹn gặp lại họ ở dưới nhánh thua hay không đây. Khi mà một lên đã được ăn và Liquid đánh rất cẩn trọng, họ lại còn đi về không cho bên phía team VP một chút cơ hội lượt combat nào. Có vẻ như là hơi chùn tay ở bên phía team VP rồi. Giờ họ sẽ tổ chức Adosan, nhưng mà nhìn lên top kìa, nhìn lên top kìa. Matumaman cùng với đệ của mình đang hóa trang thành Bulldog. Và Zerac thì đang có cả. Và tí thì cướp được Adosan. Mà nhà nhanh lên, không cầm TP à? Không cầm TP hay sao đây? Mà cancel TP đến từ Papa. Bây giờ bắt buộc phải ở lại đây để đánh nhau.
Bây giờ bắt buộc phải ở lại đánh nhau rồi khi mà FNG cùng với G bị úp lồng. Hôm nay Superman thì xoay sau một cái tower rồi. Và không hề quan tâm, có một cái Winter Curse vào đầu của Panta. Ở đằng sau thì Mike Control nắm và nắm xuống với được đàm qua như đến từ chó. Tiếp tục là một cái xây máu quá đau đến từ Phoenix. Khác thì bên phía team VP còn quá ít máu. Vâng, FNG nắm xuống rồi. G cũng đã mất Rosan. Kuruki đấm được chết Silent. Bây giờ đuổi theo ai đây? Ok, tôi bật phi cam thì quay cam cái kiểu gì thế này? Đuổi theo ai? Bằng đó là Zerach. Zerach kia có nằm xuống không? Zerach nằm xuống rồi. Nhưng mà G thì sao? Chạy đấy không đây? Anh ta vẫn còn đang bị Silent. Và tự lốc mình lên. Tự lốc mình lên thế này là hơi bị bóp rồi. Tạo cho mình một cái lốc. Tiếp tục là con cái lốc lên. Và lốc liên tục tạo cho mình tạo hình. Vẫn chưa tạo hình được. Lượng đam lúc vào và chưa đủ khi mà bây giờ đang hồi máu. Mà hồi máu đến nơi thôi là hết rồi. Đi cây vào boss. Di chuyển ra, anh ta vẫn còn Ecosem. Ecosem thẳng vào Matumaman. Bài bách ra đến từ Silent bằng một chặt Fisher là đủ để kết thúc màng của Nature Prophet. Nhưng một Rack Range ở trên này đã mất rồi. Một tình huống có vẻ hơi troll một chút. Khi mà mình tưởng như là cancel TP như vậy rồi. Thì Matumaman có thể rat xong được cái lane này, nhưng mà anh ta vẫn hơi hơi chần chừ, vẫn muốn đánh nhau. Đúng rồi, Matumaman vẫn không phải là Bulldog. Ông FNG một lần nữa khổ thân. Tội cho cô gái nó. Thôi xong, cả Chronosphere luôn. Tội cho cô gái đó. Cô gái này đúng là cô gái VS lẫn cô gái FNG ngoài đời luôn. Con tóc rất dài, rất xuân mượt. Đây rồi, bây giờ bên phía TVP họ lại có cố gắng để có thể đép được cái lên này khi mà các thành viên lại hồi sinh ra. Và Liquid thì đang đánh chậm lại, họ vẫn đang muốn đợi Roshan, mình nghĩ là như vậy. Vâng, không đợi Roshan nữa rồi, tập hợp tất cả các thành viên lên đây. Đâm thẳng vào luôn. Ai sát vào khá là khéo. Ashaker của DK Phobos đang hướng đến một cái Shadow Blade. Phía VP vẫn đang rất co cụm, họ không thể nào ra ngoài được nữa rồi. Bản đồ bây giờ là của Liquid. Rất khó, rất khó. Có những cái tình huống mà spam skill một cách bất lực thôi. Rất là mong chờ một cái trận đấu có 3 game, có bo 3 đầy đủ cả 3 game, nhưng mà có vẻ như trận đấu này TP lại giành phần thắng rồi. Liquid họ đánh, Liquid họ đánh bây giờ rất là từ tốn thôi, không được gì phải vội cả. 15.000 EXP chênh lệch, 10.000 XP chênh lệch. Hơi là buồn ngủ trong những tình huống này. Ông Sam Mike Control thì cũng đã bắt được một con gấu về làm bạn rồi.
Vậy là Valentine này anh ta không còn cô đơn nữa. Và mình cứ chỉ luôn cho anh em xem Valentine năm sau mai còn trôi. Man còn trôi đâu rồi? Và để gấu một chỗ, đi một chỗ luôn. Vậy là kệ luôn cả gấu. Bắt gấu về nhưng mà được để cho gấu đứng đây một mình. Và bây giờ sẽ gọi gấu ra rồi. Tiếp tục Echo Slam. Muốn giết chết được Golgi, nhưng giết chết Golgi không phải điều dễ dàng. Mecha được mở lên và Pikibi lao thẳng vào đến từ Matoman, kết thúc luôn mạng của Ashaker cũng như là Vespoon Spirit. Tiếp tục là lá gió lên, lá gió lên làm gì đây? Ôi, Winter Cup bánh vào cái gì combo, tại sao combo trong lúc đang Winter Cup? Thôi xong rồi, Matoman nằm xuống. Nhưng mà gì cũng chịu chung số phận hay không đây? Và không có Senchi, không có đâu, không có gì phát hiện ra lực cả Golgi cũng chết rồi. Ở đây sao? Con sấy máu quá đau, Phoenix. Phoenix sấy máu quá đau nhưng Phoenix cũng chết. Và Silent cũng lên bảng. Fortify đến từ phía team VP, nhưng có vẻ như là hơi khó đẹp rồi khi mà bên phía của team Liquid bài bách già đến từ Matumba Man. Và vẫn còn ma của Fata. Ma của Fata, Lycan của Silent nghe cũng rất là vần. Bây giờ thì mặc kệ vần đi, bởi vì gì? Tiếp tục là lốc được mình lên, tiếp tục là lốc lên. Vâng, hai ông hai cái lốc trông cùng nào, cùng bay nào. Ok, Rack top đã mất rồi. Rack mid thì sao? Đuổi theo ai đây? Vâng, này thì đuổi theo này, có ngay một cái cây để có thể chặn đường hai Rack. Và cái Rack này không cẩn thận thì cũng không đem được. Tiếp tục là đuổi theo Vata và giết được bạn của Vata rồi. Với những combo rất đơn giản nhưng mà gì cũng chịu chung số phận. FNG cũng vậy, DK Forbot cũng vậy. Mình nghĩ đây là một thứ gì thôi. Khi mà bài bách của bên phía team VP chỉ là một mình gì có bài bách. Quá khó rồi. Pha bài bách bất lực đến từ Invoker sẽ là Mega Creep. Silent cũng rất bất lực, chạy ra lock lên, đặt EMP và muốn em và sẽ đánh cho anh ta. Có Ghost Matoman đại bách rồi, với tình huống mà giết được đến từ Invoker. Cố gắng đáp, vẫn chưa có Mega. Trông có vẻ như là lật nhưng mà thực ra không phải đâu. Có vẻ như vậy thôi. Combo gì đây? Ai cho tôi xem ơi. À đây, ông Cutter cho tôi xem rồi. Ok, thank you Cutter. Và combo thẳng vào Kuroki. Để được sử dụng cả Echo Slam luôn. Xong mình cứ chỉnh sang Cutter nước ngoài thì lại quay Can Sida ấy nhỉ. Khổ thân tôi thật đấy. Tôi tự quay vậy mà quay tôi tự quay cũng bị chửi ở Sida, nên phải làm sao nhỉ? Tin tưởng mấy anh nước ngoài để mấy anh quay cam mà quay này. Nên nhớ là cái rack này không có hồi máu, cái rack bắn xa này không hồi máu. Cái rack bắn xa không hồi máu và armor cũng thấp hơn rack melee. Thế nên là chỉ cần đệ của bên phía team Liquid, đệ của Matumba Man nhảy vào và cắn thôi chắc là cũng chết. Vâng, đây rồi, tình huống mình nói đã là đây rồi. BKB lên nhảy thẳng vào bắn nhau luôn, không hề sợ. Chết thêm một lần nữa cũng được, nhưng mà Mega Creep dành cho bên phía team Liquid. Ở đây thì gì? Gặp được ai? Thôi xong rồi. Thôi xong. Thôi. Mình nói hẳn ngoài này là xong luôn. Chứ mà ơi, em bảo không phải cái Chronosphere bắt được gì.
Đằng sau Silent đang chạy như một con chó điên, và đúng thật là con chó. Anh ta là ở trên dạng con sói, bây giờ có một tình huống Winter cấp khá đấy. Nhưng mà lượng đam thì mình xin lỗi là không có. Và bây giờ Silent anh đã hết form rồi. Quả trứng của nó ôm ra đến từ phía của Zerac. Hồi máu lên cho Silent, rất cố gắng, Force Staff làm đủ mọi điều, đánh như 2k MMR của C. Buyback ra đến từ Silent vẫn liên tục là buyback. Không hiểu để làm gì. Đợt creep này đang đợt creep mega rồi. Phương Mai còn trôn còn giết được ai ở đằng này nữa, Winter Wyvern. Không rồi, theo dõi đây đi, khi mà Silent lên cả giáp phạt, BKB bật lên, Ego Slam trả vào hết. Còn lock lên rồi, tiếp tục đi game bóng, chẳng làm được một điều gì trong game đấu này cả. Và GZBA Play đã được gọi, tỷ số là 2-0. Team Liquid giành chiến thắng và họ sẽ đi lên đánh thắng cùng với cả Evil Genesis.